Số 5. À, nhạc. À thôi, ở nhà em còn công việc mà. Tôi thật ở nhà không có ảnh đi. Không cần, mày cứ đi đi. Việc ở nhà anh lo. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Không đi mất người yêu đấy. Cái gì nó bảo là nó đưa hôm qua nó đi chơi với bạn nó. Bạn nó vừa đi test Covid, bị Covid rồi bây giờ. Nó vừa ngoài rồi. Thế này, thế nó F1 à? Vâng, đấy rồi em. Ôi giời ơi, mày đi cách ly ngay cho tao. Thì em trước cả kịp tạm biệt với anh. Em bảo ngay em phải tạm biệt anh đây. Ôi giời ơi. Bây giờ đi đâu em phải nói với anh trước cơ. Chạy, chạy đồ đi em. Thằng kia tao lên. Nó đi đây đi em. Đi ra, đi chơi mà. Đi chơi. Mời các bạn xem tiếp part 2 Hằng bị Covid. Ok, chào mừng mọi người đã đến với part 2 Covid của mình nhé. Thì lãi là mình có treo anh Tiến và anh Mừng. Thì bây giờ mình sẽ xuống và mình tạm biệt nút anh Ngọc nhé mọi người. Ok mọi người. Ui, có em xin phép anh ấy, anh bảo là em đi du lịch hai mấy hôm nhá. What the hell? Mình tạm biệt cái. Tạm biệt gì, bắt tay sao để đi em, du lịch? Vâng, bạn em thì hẹn ở ngoài kia đang đi bộ rồi. Ồ, bắt tay cái gì? Dịch giá này đi đâu? Điên à? Không, thì là bạn em ở ngoài kia thì đang đi du lịch vài hôm em chưa kịp thông báo rồi, chưa thông báo. Trời ơi, thì kia đi đâu? Mày thích đi đâu thì đi, việc của mày mới anh bảo. Em có đi đâu, đi thật. Nó thì kia đi đâu? Thôi nhá, đi à, tạm biệt cái. Em giỏi hơi, chị kia đi đâu hả? Thì cái em ở nhà không ngon lành nên là nặng đi đâu. Chú nịch thế mà bớt thì cứ đi. Bây giờ dịch này đi cái gì mà đi. Nhưng mà hiện rồi. Hiện mà em bảo con kia nó giả. Dịch cái đi. Khéo nó lại đi với thằng nào ấy em ạ. À. Đi gì với du lịch thì dịch giã này. Dịch nào cho du lịch. Ở nhà thì cũng giả hơi. Nhưng mà nó hẹn rồi. Thế em không biết bảo nó giả là bây giờ dịch này đi đâu, nặng này đi đâu. Đi đi ai trước khi nó cấm đi em bảo chỗ nào em bảo chỗ nào dịch bây giờ mở hả không giỏi hơn một người thôi họ vẫn mở mà em đi nhưng thì tạm biệt em xuống đây tạm biệt cái hay chắc có thằng nào rủ đi du lịch chắc vậy chắc có thằng nào đi đúng không chứ thì hao đi chắc là có thằng nào đi rủ đi rồi tào lao gì có thằng lao mà đi bao nhiêu ngày mà đi bao nhiêu ngày đi chả nệ hỏi bảo dù bảo đi cùng thì sao không cho bảo đi gần một tháng ạ à? Đi đâu cũng được thì sao không cho bảo một đi tháng cùng. Gần tết một tháng 21 đến 24 ngày nghỉ lắm chăm quá thằng nào bắt đầu xuống em vui mừng em biết bị tắt được gặp anh ấy người yêu sao kia nghĩ, rồi tẩn nghĩ cái đấy. Gì đấy tẩn nghĩ cái gì không ấy thế cho bảo đi cùng thế anh có đi đâu nhưng mà thì cái gì ô thì em với anh đi. Dạ hơi à. Thì em đi dù là thêm một tháng đi thì cô phải lúc về. Có phải chỗ nào cũng dịch đâu. Đúng hai đứa mày đi đâu đi đi thì cả tháng về được. Đi. Nếu mà hai đứa đi cùng nhau. Thì em cũng chả dám đi đâu. Có phải là chỗ nào cũng dịch mày đâu. Nghi lắm. Nghi. Phải đi tưởng chứ lại còn ghi. Tí nếu nào được. Có thằng kiểu đi. Tạm này với Búc hơi đàm trai nhé. Tạm thế có đi không? Không thì còn thế em chào tạm biệt ai cái nhá. Bye bye nhá. Nghe không? Còn quá. Không béo. Trẻ con. Để nó đi thật à. Xách túi ghê. Vâng em. Đi đâu phải bám đít đấy mày ngu lắm. Thì em chả dám đi đâu ấy. Thì người yêu mày bảo nó thì cái gì đâu ấy, nó dở hơi. Cứ nghe bạn nó bảo là... đi dở hơi cái gì, em đi chung với bạn. Đi thì chung với bạn rồi. Thì bây giờ đâu? Em đi với bạn thì là thêm anh lên, cũng không sao đâu. Lên lấy quần áo đi cùng nó. 5 à, đẹp. Mà thôi, ở nhà em còn công việc mà. Tôi thật ở nhà không có ảnh đi. Không cần, mày cứ đi. Việc ở nhà anh lo. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Không đi mất người yêu đấy. Nhanh em đợi nhá. Đi đâu du lịch ở đâu hả em? Em hả? Dạ. Ui giời, còn thế em vẫn chưa đi à? Vẫn ở đây à? Em ở đây em chào với anh đã. Ôi, mình cùng cách nhau rồi.
sao lại phải bịt khẩu trang nhá? Hết rồi. Anh vừa anh cũng biết nó lên. Em giờ em cũng chắc là em với thằng này là phải đi theo nó rồi. Ông ăn em anh đi em đi du lịch đi. Đi du lịch đấy. Nó bảo đi du lịch đấy. Sao gần anh được rồi. Nhưng làm sao? Cái gì nó bảo là nó đưa nó hôm qua đi chơi với bạn nó vừa đi test covid bị covid rồi bây giờ. Nó vừa ngoại. Thế chứ. Thế nó ép bột à? Ôi trời ơi. Mày đi cách ly ngay cho tao. Thì em trước cả kịp tạm biệt với anh, em bảo ngay em phải tạm biệt anh ấy. Bây giờ đi đâu em phải nói với anh trước cơ. Đi đi. Chạy đồ đi em. Thằng kia đứng lên. Đừng đi 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 mà chạy ra. Đi ra. Đi chơi mà. Đi chơi. Chị luôn nghe biết. Nó qua đi chơi với bạn thì covid rồi. Rồi xong rồi. Ôi chạy đồ đi luôn à. Ủa thật chứ. Nói như đi covid thì em đi ra đi. Đi ra đi. Em không có cả nhà cái. Mày điên à? Mẹ mày á. Mày đưa tao bảo mày là thế anh em mình bị F2 à? Có phải đi không? F2 ở nhà. Nó cặn với covid luôn. Nó bảo vậy anh em mình cơ mà. Nó phải nhảy, nó phải nhảy F thì anh em mình cũng đi theo. Nó F1 thì đi cách ly luôn. Không phải đi mà chào anh gái chứ. Mày đi đi, không phải chào nữa. Chạy ra lô đi nhanh. Mặc khẩu trang đâu xong tiêm à? Em bảo để bạn kia rồi. Đi đi. Sao anh kéo thế? Đi đi. Nhưng mà em tạm biệt với anh đã. Tao không cần, không cần. Đã mà lúc nào cũng có nghiêm đấy. Tất cả mày phàm mày không bị F0 thì chào. Đi đi. Chết rồi. Thế em đi đây. Em đi đây. Được, để cho vậy. Thôi đừng hơn. Ủa chết chết rồi. Ừ. Nhưng mà anh bảo nếu em phải ôm lại. Không, quên mày muốn đại nó. Không mà thì em nhớ ơi, em phải tạm cái. Không có được nhớ, sẽ nhớ. Cho em tạm cái. Ôi thôi, tăng lại mày thôi. Nhắn ghê, tao lại mày đến nhà tao đợi trẻ con. Em đi. Ôi mày đi ngay đi, nhanh lên. Nhưng mà em nhớ anh bảo em. Nhớ đi ai. Đi đi đi. Cái con giỏ hơi này. Thôi em đi đây. Này đúng mày. Quá lại kìa. Đấy. Quá lại. Chết đang đi đăng ảnh. Thì anh em mình có phải khai báo y tế mình chẳng khai không? Nó đi bây giờ nó khai báo anh em mình. Giờ nó đi nó khai anh em mình ra. Nó bây giờ mình tự khai được. Mình báo cáo. Báo cáo nhưng mà bây giờ nó kéo nó bế đi ấy. Không, mình F2 là được cách ly tại nhà đấy. Nó là nó có người gọi đi cách ly đây này. Ừ, xe nó là F1. Xe đang đợi ngoài kia. F2 mà. Ê, em cứ tưởng là nó xuống nó đi luôn nên nó lại ngồi đây nó chào anh với chào thằng Bảo nữa. Nó định rủ em đi cơ. Chết chặt. Tên thế sao nó F1 nó còn về nhà làm gì? Hay là nó về nó mới biết là nó bị F1? Tin vừa nó là nó về nó điện về. Nó biết rồi. Ôi thôi chết rồi. Mình nói thế chung ai không? Cái giống này. Không biết nó tiếp xúc với trẻ con này như thế nào. Chị sợ cùng trẻ con đâu. Chưa tiếp xúc đâu. Thôi thì cả nhà mình bây giờ nhá, không được ai ra khỏi nhà. Và cứ 1-2 hôm là anh đưa đi test covid một lần. Để theo dõi. Và theo dõi đó. Con này nó chết. Thôi hay đi test luôn đi anh. Đi test luôn đi.